Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết các nhà máy chế biến thủy sản giảm công suất 50%, xuất khẩu rau quả dự kiến 6 tháng cuối năm sẽ giảm 30% và có thể xảy ra khủng hoảng thiếu gia cầm vào dịp Tết năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ, ứ động, giá xuống thấp như thanh long, chuối, dứa, chanh, gà lông trắng, cá tra, tôm, dẫn đến một bộ phận nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp có tâm lý băn khoăn, chán nản, chần chừ trong việc tái đầu tư sản xuất. Theo bộ này, trong thời gian từ nay cho đến cuối năm, nếu để đứt gãy các chuỗi sản xuất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu, lương thực và thực phẩm của người dân nông thôn và thành phố, người lao động và sản xuất tại các địa phương. Hơn nữa là việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh lương thực quốc gia về lâu về dài cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó cần phải có những giải pháp phù hợp trong kế hoạch trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.